Ngày 17 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã khởi tố bị can đối với Phạm Văn Phương, 42 tuổi, trú tại tỉnh Nam Định, và Lê Văn Hưng, 39 tuổi, trú tại tỉnh Vĩnh Phúc, về tội cố ý gây thương tích. Trước đó, khoảng 14 giờ 30 chiều ngày 6 tháng 6, một nhóm phóng viên đài phát thanh và truyền hình Hà Nội chuẩn bị triển khai máy để ghi hình việc mua bán quạt tích điện tại khu vực vỉa hè trước cửa hàng quạt điện số 19 Đông Cát, ô chợ dừa, quận Đông Đa, Thấy nhóm phóng viên tác nghiệp, Phương bất ngờ xông ra quát mắng, túm cổ áo và đạp ngã nam phóng viên quay phim của Đài Phát Thanh và truyền hình Hà Nội. Sau đó, Hưng cũng lao vào hành hung nam phóng viên. Hai người này liên tiếp đá mạnh vào vùng đầu, ngực nam quay phim, mặc cho anh ôm đầu nằm gục trên lòng đường. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các phóng viên đã đến trình báo công an và đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. Công an quận Đống Đa sau đó đã triệu tập Phạm Văn Phương và Lê Văn Hưng đến trụ sở để làm việc. Tại cơ quan công an, cả hai đã khai nhận toàn bộ hành vi. Giám đốc công an thành phố Hà Nội cũng đã chỉ đạo công an quận Đống Đa xử lý nghiêm các bị can theo quy định.